Hello các bạn, hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép giới thiệu với các bạn hai cái phép tính nhân rất là thú vị nha. Thứ nhất là cái phép tính nhân với chính. Đây, ví dụ nha. 2 nè, nhân với 9 sẽ bằng 18. Vậy 22 nhân 9 bằng bao nhiêu? Rất kỳ lạ là nó vẫn có cái số đầu là 1, cái số cuối là 8 và cái số giữa là thêm số 9 vô. Vậy 222, 222 nhân 9 sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng con số rất là kỳ lạ, 1 đầu và cũng là 8 cuối, còn ở giữa sẽ thêm 2 số 9. Tương tự như vậy, 2222 hoặc là 22222 tùy. Nếu nó dài bao nhiêu con số thì các bạn sẽ chỉ thêm cái con bấy nhiêu con số 9 vào ở giữa thôi. Rất là kỳ lạ và luôn luôn nó giữ đầu là 1, đuôi là 8. Đây, kiểm tra nha. 222 nhân 9 sẽ bằng. Đây. Đầu vẫn là 1, đuôi vẫn là 8 và ở giữa là 2 con 9. Thế bây giờ 2222 nhân cho 9 sẽ bằng bao nhiêu? Đó, vẫn là đầu 1, đuôi 8 và ở giữa là 3 con số 9. Thử một lần nữa nha. 22222, tức là 5 con số 2, nhân với 9 sẽ bằng bao nhiêu? Vẫn là đầu 1, đuôi 8 và ở giữa là 4 con số 9. Vâng vâng, và các bạn có làm dài đến bao nhiêu thì kết quả nó vẫn vậy. Tương tự như vậy, nếu các bạn nhân với ví dụ như số 4 chẳng hạn hay số 5 thì nó cũng đều chung một cái nguyên tắc đó hết. Đây, ví dụ nếu là 4 nhân 9 chúng ta sẽ có là 36. Như vậy thì nếu là 44 nhân 9 thì chúng ta sẽ có là 396, thêm số 9 vô giữa. Và nếu là 444 nhân 9 thì chúng ta cũng sẽ có là 3000, ở giữa sẽ có 2 số 9 và cuối vẫn là 6. Đó, toàn bộ các cái phép nhân đồng số hạng với số 9 nó đều mang cái đặc tính như vậy. Thử kiểm tra cái phép tính cuối này thôi nha. 444 444 nhân 9 bằng đó 3996. Và nếu là ví dụ như là 4444 nhân 9 thì nó vẫn là 3 đầu 6 cuối và 3 số 9 ở giữa. Cứ theo nguyên tắc này đó, toàn bộ các cái số các bạn thử xem nha. Đó. Đây là một cái dạng toán rất là lý thú đối với cái phép nhân số 9. Cái phép nhân lý thú thứ hai đó là nhân với 11, một số nhân với 11. Ví dụ mình có số 23 nhân 11 thì nó sẽ bằng đầu sẽ là số hàng chục, đuôi là số hàng đơn vị giống hệt như cái số gốc, và còn số ở giữa chính là tổng của hai số hàng chục và hàng đơn vị cộng lại, tức là số 5. Ví dụ nếu là 34 nhân 11 thì chúng ta sẽ có kết quả số đầu sẽ là số 3 và số đuôi sẽ là số 4.
Còn ở giữa là tổng của hai số đầu số đuôi cộng lại 374. Thử nha. Thử kiểm tra phép tính này. 34 nhân 11 bằng đó 374, chính xác. Vậy trường hợp số có 3 chữ số mà nhân 11 hoặc là 4 chữ số nhân với 11 thì nó ra kết quả như thế nào? Đây, ví dụ mình có cái số là 324 nhân 11 thì kết quả nó thế nào? Kết quả của nó vẫn là số 4 đằng sau, số 3 ở đầu và giữa là tổng lần lượt của các cái cặp số nằm ở giữa. Thì con số thứ nhất là 4 cộng với 2 sẽ bằng 6. Và con số tiếp theo sẽ là 2 cộng với 3 bằng 5. Như vậy 324 nhân 11 sẽ bằng 3564. Kiểm tra lại nha. 324 nhân 11 bằng đó 3564. Đấy, chính xác. Tổng các số bên trong sẽ bằng tổng của các cái cặp số liên tiếp. Đây, 4 cộng 2, sau đó 2 cộng 3, cộng chừng nào nó hết số thì là hết. Còn số đầu và số cuối vẫn giữ ở vị trí của kết quả. Đây, ví dụ như nếu nó là một số có 4 chữ số hàng ngàn à, ví dụ 3, 2, 4, 1 nhân 11 thì kết quả nó sẽ như thế nào? Thì kết quả đầu tiên vẫn là số 1, cuối cùng vẫn là số 3 à, nhưng mà ở giữa đó thì gồm mấy chữ số như sau. Thứ nhất là 1 cộng 4 sẽ bằng 5, ghi ngay trước hàng đơn vị. 4 cộng 2 bằng 6, ghi ngay trước hàng chục. Và 2 cộng 3 bằng 5, ghi ngay trước hàng trăm. Như vậy là 3241 nhân 11 sẽ bằng 35.651. Đã kiểm tra lại nha. Clear. 3241 nhân cho 11 sẽ bằng đây 35.651. Đó. Đó là tính chất đặc biệt của một số nhân với số 11. Rồi, tiếp theo là một cái cách nha các bạn, một cái cách nhân với cái số 9. Đã làm sao cho nó thuận tiện. Đó, ví dụ như mình có một cái số, con số ví dụ như 25 đi. Nhân với 9 thì làm sao cho nó nhanh, cho nó thuận tiện. Thì thông thường người ta sẽ lấy luôn 25 nhân với 10. Đó là bằng 250. Và trừ bớt một lần ngay chính nó, tức là trừ bớt 25. Và nó sẽ còn là 225. Đó. Tức là thay vì thực hiện phép nhân với con số rất là lớn thì chúng ta chuyển sang phép trừ. Chuyển sang phép trừ. À, nó gọn hơn, nó nhỏ hơn. Đó. Ví dụ 120 nhân 9. Đó, thì chúng ta nhân luôn với 10 nó sẽ bằng 1200 trừ cho 120. Trừ bớt một lần để cho nó còn 9. 200 này trừ 120 nó còn 80. Như vậy 1200 trừ cho 120 sẽ còn 1080. Đó, thì nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn. Các bạn sẽ thấy là nó tư duy nó thoáng hơn, nó nhanh hơn. Chúng ta lúc này không còn làm phép nhân nữa mà nó sẽ chuyển sang làm thành phép trừ. Phép trừ. Đó. Ví dụ một lần nữa, một ví dụ nữa, 130 nhân 9 nó sẽ bằng 1300 trừ 130.
Chúng ta lấy 300 trừ 130 sẽ còn lại 107. Như vậy thì kết quả là ở đây nó sẽ còn là 1170. Đó, rất là gọn gàng, chuyển thành phép trừ. Rồi, và phần cuối trong cái video hôm nay, xin trao đổi với các bạn một cái mẹo nữa. Một cái mẹo để tính nhẩm nhanh. Đó là đối với các con số mà nhân với số 15. Đó. Ví dụ như cái này mình lấy số chẵn cho các bạn dễ hình dung nha. 120 nhân với 15. Đó. Thì cách nào nhân cho nó tiện? Cách đầu tiên là lấy cái số đó nhân với 10. Đó. Tức là sẽ bằng 120 nhân với 10 rồi cộng thêm một nửa. Kết quả có được như vậy thì ở đây nó sẽ là bằng 120 nhân 10 sẽ có một, chúng ta sẽ có được 1200, và cộng thêm 600, tức là một nửa của cái số kết quả vừa đạt được, thì chúng ta sẽ có kết quả 1800. Đó, cái tư duy là nó như vậy. Mình lấy cái số tròn để chúng ta dễ hình dung. Tức là lấy cái số đó nhân với 10 rồi cộng thêm một nửa, kết quả đã có mới tính được, thì nó sẽ ra kết quả đây 120 nhân 15. Mình kiểm tra lại nha, đây nó bằng 1800 nè. Bằng 1800. Rồi thử một số khác nữa nha. Một số ngẫu nhiên khác nữa. Để mình biết cái phương pháp thôi. Gặp những cái số khó mình cũng có thể dễ giải quyết. Đây ví dụ như là 360 đi. Đó. Nhân 15. Đó. Thì nó sẽ bằng 3600. Cộng một nửa con số này, tức là cộng 1800. Lúc này chúng ta có kết quả là 5400. Đó, tức là chúng ta đã chuyển phép nhân. Phép nhân với một con số rất lớn, nhân tới mười mấy, chuyển thành phép cộng. Chuyển thành phép cộng. Tại vì 360 chúng ta nhân 10, dĩ nhiên chúng ta được 3600. 3600 chia 2, chia 2 là một phép toán rất dễ, chia 2 nhân 2 là một phép toán rất dễ. Đó thì 3600 chia 2 dễ dàng có được kết quả là 1800. Và lúc này chúng ta chuyển thành phép cộng, 3600 nhân 1800 thì ra kết quả dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn là trực tiếp nhân một số nào đó với một số 15. Đây. Video hôm nay đến đây xin phép kết thúc. Nếu các bạn thấy lý thú thì vui lòng tặng cho kinh một nút like và một đăng ký. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.